Harry Maguire học David Beckham cách đạp lên dư luận. Bất chấp bị chế giễu là tài năng tấu hài ăn hại Manchester United và làn sóng tẩy chay việc triệu tập lên đội tuyển Anh. Trung vệ Harry Maguire vẫn kiên cường chiến đấu để giữ vị trí của mình tại Manchester United và đội tuyển Anh. Sau khi bộ phim tài liệu Beckham được công chiếu, anh đã tiết lộ chính Beckham đã tư vấn giúp anh thoát pressing đám huấn luyện viên online. Sự chế nhạo Maguire lên một tầm cao mới khi anh bị các cổ động viên Scotland chế nhạo không ngừng sau khi vào sân thay người trên sân Hampden Park ở trận giao hữu gần nhất giữa đội tuyển Anh và Scotland. Huấn luyện viên Gareth Southgate mô tả cách đối xử của giới cổ động viên trên khán đài và mạng xã hội với Maguire là ngu xuẩn và độc ác. Tuy nhiên, Maguire đã cố gắng đứng vững nhờ cảm hứng từ loạt phim tài liệu mới về Beckham. Beckham đã bị ném gạch đá tơi tả sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận đội tuyển Anh thua Argentina tại World Cup 1998. Nhưng Beck đã không để sự độc ác của người hâm mộ và giới truyền thông Anh ảnh hưởng đến tâm lý của mình và đã vượt qua nó để trở thành một biểu tượng toàn cầu. Tôi đã nói chuyện với David Beckham khoảng 3 tuần sau khi bị cổ động viên Scotland chế nhạo. Anh ấy đã chủ động liên lạc với tôi và đã truyền đạt rất nhiều điều bổ ích. Trong bộ phim, các bạn sẽ thấy Beck đã giải thích anh phải chịu đựng những gì và làm thế nào để vượt qua chúng. Maguire tiết lộ. Maguire hết lời khen ngợi Beckham, người đã trở thành đội trưởng của đội tuyển Anh sau thảm họa 1998. Anh đã thẩm thấu mọi ý kiến của đàn anh về áp lực từ người hâm mộ, mạng xã hội và làm thế nào để thoát pressing. Anh ấy là thần tượng của tôi, thật không may, chúng tôi đều là nạn nhân của những kẻ ác mồm. Beckham đã tư vấn cũng như truyền cảm hứng cho Maguire cách bịt miệng những kẻ ác ý. Điều quan trọng nhất mà anh làm là nhắc nhở tôi về sự nghiệp mà tôi đã có ở hiện tại. Khi phải trải qua những thời khắc khó khăn, tôi phải sử dụng trải nghiệm và kinh nghiệm của quá khứ để nhắc nhở mình đã tiến xa như thế nào. Nó sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn hiện tại. Maguire vẫn giữ được vị trí của mình trong đội tuyển Anh dù đã bị mất tín nhiệm ở Manchester United. Nhưng anh đã học được từ sự kiên cường của Beckham sau tấm thẻ đỏ nổi tiếng năm 1998. Mọi sự nghiệp đều có lúc thăng trầm và tôi đã phải chịu áp lực lớn trong suốt 3 năm làm thủ quân của Manchester United. Beckham đã từng ở vị trí đó và biết nó như thế nào. Rõ ràng là sau khi xem bộ phim Tà, tôi không thể tin được anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp. Maguire khẳng định, những tư vấn và trải nghiệm của Beckham trong khủng hoảng đã giúp anh vững tin giành một suất đá chính trong trận đội tuyển Anh thi đấu giao hữu với đội tuyển Australia vào cuối tuần này. Anh tuyên bố sẽ nhét đầy mồm những kẻ thóa mạ mình bằng màn thi đấu chất lượng cao. Hiện tại, Southgate vẫn tín nhiệm trung vệ của mình. Trong khi đó, tại Manchester United, Maguire cũng đã được thi đấu do Ten Hag mất gần hết hảo thủ ở hàng thủ. Anh đã có vai trò lớn trong việc Manchester United lội ngược dòng thành công trước Brentford vào cuối tuần trước. Anh đã kiến tạo cho Scott McTominay ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ.